nhân kỷ niệm 90 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, ngày 23 tháng 11 năm 1922, ngày 23 tháng 11 năm 2012, sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra hội thảo khoa học đồng chí Võ Văn Kiệt với cách mạng Việt Nam do Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy Vĩnh Long và Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức. Đến dự có đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Gần 90 tham luận gửi đến hội thảo đều tập trung làm rõ một số nội dung chính trong cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Võ Văn Kiệt. Đó là ảnh hưởng của truyền thống quê hương, gia đình tới sự hình thành tư tưởng cách mạng và nhân cách cộng sản của đồng chí Võ Văn Kiệt, người cộng sản tiêu biểu cho tinh thần rèn luyện, học hỏi, năng động và sáng tạo. Những công hiến to lớn của đồng chí đối với cách mạng Việt Nam, tình cảm của đồng chí Võ Văn Kiệt với quê hương Vĩnh Long. Các cái diễn giả và những cái người có mặt hội thảo đều đánh giá rất cao về đồng chí Võ Văn Kiệt ở mấy cái điểm. Một ấy, là đó là người hết lòng vì dân, vì nước. Đồng chí đã từng có tuyên bố rằng là có thể là mất chức như giữ cho dân no thì sẵn sàng làm. Cái thứ hai là đây là một con người quyết liệt, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trong bất cứ điều kiện nào. Kể cả những cái điều kiện mà các đồng chí thấy có những cái hướng dẫn ở trên mà chưa thật hợp lý thì đồng chí trao đổi lại và kiên trì chỉ đạo cái thực tiễn nó sát với yêu cầu tình hình. Và cái thứ ba có thể nói rằng là mọi người đánh giá rất cao đồng chí là cái người cập nhật, tiếp cận nhanh, có ý thức rất đổi mới, đặc biệt là trong quá trình xây dựng phát triển đất nước thời kỳ hòa bình. Quá trình hoạt động cách mạng của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt rất phong phú, sinh động, thể hiện trên nhiều lĩnh vực và trải dài trên cả ba miền Bắc, Trung, Nam của đất nước. Không chỉ trong thời chiến mà còn rõ nét trong thời bình, trong thời kỳ đổi mới. Dấu ấn của đồng chí không chỉ được khắc ghi bằng những công trình thế kỷ như đường dây tải điện 500 kV Bắc Nam, dự án thoát lũ ra biển Tây, ngọt hóa đồng bằng sông Cửu Long, đường Hồ Chí Minh, nhà máy lọc dầu Dung Quất, mà còn bởi cá tính và tấm lòng. Chúng tôi cũng tìm hiểu rất kỹ về cuộc đời và sự nghiệp và hoạt động cách mạng của đồng chí. Thì chúng tôi cũng suy nghĩ đến cái bí danh mà đồng chí đã dùng, đó là Sáu Dân. Hoặc là ngay như người con gái yêu mà đồng chí rất là quý, rất là thương, và cũng đặt tên là Võ Hiếu Dân. Chính từ những cái này chúng tôi hiểu rằng đồng chí Võ Văn Kiệt, mọi hoạt động của mình, mọi quyết định của mình trước hết phải vì lợi ích của nhân dân. Và bên cạnh đó, đồng chí cũng xác định rõ là lực lượng cách mạng cũng là từ dân mà ra. Và chính vì thế, một trong những cái dấu ấn đặc biệt của nhân dân Vĩnh Long đối với đồng chí Võ Văn Kiệt đó là thực hiện cái chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc. Hội thảo đã một lần nữa khẳng định, đồng chí Võ Văn Kiệt là hiện thân tiêu biểu của lớp các chiến sĩ cách mạng hy sinh cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng, hoàn thành mọi trọng trách trước đảng, trước nhân dân. Sự gần gũi một cách tự nhiên với nhân dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và biết chắt lọc trí tuệ của nhân dân của đồng chí đã góp phần làm giàu trí tuệ cho đảng và cho bản thân. Tinh thần và ý chí cách mạng của đồng chí Võ Văn Kiệt, một nhà lãnh đạo tài năng, một nhân cách lớn của người cộng sản, mãi là tấm gương sáng cho các thế hệ hôm nay học tập, noi theo.